Dạ, mến chào tất cả quý chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh cũng như là quay trở lại với nhà vườn của anh Vinh. Hôm nay thì nhà vườn cũng tiếp tục giới thiệu đến quý chú một lô cây mới. Con cũng mời quý chú cùng với anh Chiến với con mình xem hết clip và mình giao lưu với anh ha. Hôm nay cũng đặc biệt có một cái cây xanh quý chú ơi. Mỗi clip mình có mỗi một cây xanh dáng khác nhau cho quý cô chú mình đam mê mình chơi bonsai mình lựa chọn luôn. Không có cây nào giống cây nào hết đó, chú. Mỗi clip có một hai cây xanh to dáng rất độc đáo luôn. Thì em chào anh Chiến ơi. Rồi chào Khánh, chào cô chú anh chị. Hôm nay đến vườn có anh Vinh Long Mỹ cô chú ơi. Anh có một số mặt cây để giao lưu cùng cô chú anh chị là xanh, si, ướp hồng, sọc đọt đỏ với sứ, nguyệt quế. Dạ. Để giao lưu cùng cô chú anh chị để em nói tiếp cái clip được rồi là mã số 110 cô chú ơi. Một cây xanh dáng làng và cây bự rồi cô chú. Dáng làng mỗi dáng khác nhau luôn anh ha. Mỗi dáng khác nhau luôn. Đặc biệt là toàn bộ là ôm đá, ôm ôm lâu đá. Năm không của chú ơi. Cây ôm đá lâu năm không. Những cái rễ mà nó bám đá như thế này của chú ơi. Nhìn rất là đã luôn. Nó bấu bấu vô ha. Bấu vô đá vậy nè. Thân già khến đặc. Một vài cái cây như thế này thôi vô cái sân của chú là nhìn rất là hoành tráng của chú. Nhìn rất là đã luôn. Đặc biệt cây này cái thân liền đặt cúc cành lớn anh Chiến ha. Rồi. Rồi để đo thông số chiều cao luôn cô chú ơi. Đây. Cao 1m7 từ mặt chậu của chú. Đúng rồi, từ mặt chậu á. Mấy cái này là mấy cái lâu năm rồi, dĩa cạn không của chú ơi, ôm đá, thậm rồi. Chí là không sóng nước luôn. Bề ngang luôn. Bề ngang 2m. Dạ. Cúc cành chiều ngang là 2m, cao là 1m7 ha quý cô chú. Rồi, rồi thôi đo cái bầu luôn đi anh. Dắt cái thước ngang đúng rồi, anh dắt cái thước ngang cái bầu đó giùm em luôn đi. Bự quá không ấy được. Rồi. 1m5. 1m5 luôn. Đường kính của cái bầu luôn. 450 hoành. Hoành đế này. Cây này phần phần chân xanh này, quê Hải Hậu nó gì? Không, cái này xanh ta mình á. À. Xanh Nam anh ha. Xanh quê Nam phải không? Xanh quê miền Nam. Dạ đây của chú. Mà nuôi cái xanh nam mà được như vậy nè. Da lên đỏ. Ờ. Mướt rượt luôn. Đây. Đặc biệt cái phần chân bệ của cái cây này đẹp anh Chiến. Đúng rồi. Đây của chú. Quá đẹp luôn chú. Bên đó. Đây nè. Đây nó khến với nhau. Này. Rồi mấy cái rễ nó sổ xuống nó thắn vô nó ôm đá luôn. Dạ. Rễ buông cong nào cũng lấy to đùng ấy. Không biết từ khi nào. Đó. Con đi một vòng cho quý chú mình xem ha. Đá mà nó ôm mà không rời luôn, không rời cục nào hết trơn quý chú biết, cục nào cũng lấy to đùng hết trơn. Xanh quê Nam nha chú ơi, xanh Nam. Dạ, phối cây này cũng nhìn được hai mặt là anh Chiến. Đúng rồi. Cây này hai mặt đẹp mà quý chú. Để đo cái cọng rễ nôm nó xuống. Cọng rễ nôm 34 luôn. Rồi, anh lộn thước anh đo nguyên cái đoạn này giùm em được không? Đúng rồi, đo nguyên cái mình bự này giùm em được không? Đúng rồi. Rồi. Rồi, hết cây thước luôn. Rồi giữ giữ thước đó đi nha. Rồi, rồi, rồi. Giữ giữ thước đó nha. À. Rất là đã chú cái dàn chân bệ của thằng này. 1m5 ngay vị trí thước mà anh Chiến đồ đó hái chú. Dạ rồi, cây này giá sao đây anh? Rồi, cây xanh quê Nam này mã số 110 giao lưu cô chú anh chị là 15 triệu, bao ship 300 km. Dạ. Này ship toàn quốc không được mà cô chú anh chị thương lượng với nhà vườn Vinh nghe cô chú. Chứ không phải nó là 300 cái mét không? 15 triệu ship. 15 triệu. 300 cây miễn phí. Xa hơn thì mình thương lượng hết với cô chú ơi. Ship 300 cây đó cô chú anh chị. Dạ, rồi, tiếp anh Chiến ơi, chỗ nào chưa rõ vui lòng gọi cho anh Vinh. Số điện thoại quen thuộc con để trên góc trái phía dưới màn hình hoặc là trên tiêu đề hết cô chú.
0948055921. Tiếp tục giúp con luôn ha. 131. Đây. Cái này một cây bồ đề. Bồ đề. Cây này là cây đề đỏ nè chú. Đây, bồ đề thì lá, cái tia lá nó dài vậy nè ha. Rất là dễ phân biệt với cái cây lâm vồ. Đó, hồi mình quay tiếp theo là cây lâm vồ có luôn nè cô chú, hai cái lá khác nhau. Đây là một cây bồ đề nha cô chú. Mà cái da nó cũng khác nhau luôn. Đúng. Nếu rồi. Mà quý cô chú để ý thì cái da của cái cây này nó màu đỏ. Đó, nó đỏ đỏ vậy nè. Rồi, thông số chiều cao là 66 luôn cô chú ơi. Vòm tạ ngang 70 luôn. Dạ. Đây, đo cái thân chính chỗ này của nó 15 luôn cô chú ơi. Rồi hết cái đế nôm này của cây bồ đề luôn. Rồi 51 luôn. Dạ 51. Rồi một cây bồ đề mã số 111 vô lưu cô chú anh chị là 1 triệu bao ship toàn quốc luôn. 1 triệu. 1 triệu bồ đề ạ. À. Bồ đề. Rồi đổi giúp em ha anh. Rồi, Chiến. Rồi 112 là nu gò công luôn. Không thể thiếu nu gò công trong mỗi clip anh ha. Đúng rồi. Những cái cụm nu gò công già, nuôi tay cành tròn trịa đầy đặn heo chú. Cái này là mình chơi lấy hoa chơi của chú ơi. Với lại chơi với cái độ già, nu. Cái độ nu già với nu của cái thân nè. Đây, đó nè cô chú, nuôi vậy đó. Để giữ lên tới ngọn luôn đây nè. Quý cô chú càng nuôi lâu thì cái nu nó càng to, nó à. Già, nó khến đặc lại, nhìn đẹp lắm chú. Sau này nó nu cứng cứng đều hết trơn là giống như những cái gục to này nè. Rồi, cốt cành thì lớn đều nhau hết luôn rồi. Bằng ngón út của mình hết rồi. Rồi, chiều cao là 67 luôn cô chú anh. Vòm tàn rộng là 90 luôn. Dạ. Đây. Tổng cụm luôn. Tổng cụm luôn. Đây 57 luôn cô chú ơi. Rồi 73 luôn. Dạ. Quay một vòng báo giá luôn. Một cụm ngu nu gò công luôn. Mã số 112 giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu bao ship toàn quốc luôn. 3 triệu. 3 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Dạ. Rồi. Đổi tiếp giúp em ha. Mã số 113 cây lâm vồ. Đây cây lâm vồ. Cây đề trắng, hồi nãy cây đề đỏ. Đó, quý chú thấy hai cái lá khác nhau nè. Nhưng mà đặc biệt cây lâm vồ này là đọt đỏ luôn nha quý chú. Cây này đọt đỏ đẹp đó. Đó, cái lá này, cái tia lá thì nó ngắn hơn nhiều ha. Cái kia tia lá nó dài lắm. Và cái thân cây thì cái da cây thì nó không có đỏ như kia anh ha, màu trắng. Màu trắng mà cây này quá già đi cho nên là nó mốc thết vậy nè. Đó. Rồi, thông số chiều cao là 1 mét luôn cô chú ơi. Cây này rất già. Rồi, phơm tàng ngang 1 mét luôn. Cao mét, rộng 1 mét. Cao mét, rộng 1 mét. Con đo này vị trí chỗ này nha cô chú. Già trắng nè, 60 nè cô chú ơi. Nhìn cái độ da nó nhìn cũng thấy sướng nè. Con rớt xuống dưới đây là 76 nè cô chú ơi. Hết cái vành này luôn là 122 nè cô chú ơi, con quay một vòng luôn. Dạ quay đi anh. Đó, anh Chiến quay vòng cho mình xem cho rõ các hướng luôn quý chú. Nó già ở trên này nó có nu nần luôn nữa. Nu luôn anh Chiến ha. Nu luôn. Nu luôn. Đó. Có đường lũa cái nó bo lại vậy nè. Rồi một cây lâm vồ mã số 113 giao lưu cô chú anh chị là 5 triệu rưỡi bao ship toàn quốc luôn. 5 triệu rưỡi không chậu, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp đổi anh ơi. Rồi 114 là một cây nguyệt quế, lá sắn bông chùm luôn. Một cây cốt chậu nữa quý chú.
một cây cúc chậu bẻ tay cành cũng cũng quái anh ha, quái quái lạ lạ, cao chắc 1,5 m anh Chiến ơi, 1,5 m chiều cao. Đang ngang 80 luôn. Dạ. Cúc cành lớn không còn dây nữa quý cô chú, mâm tay cũng rõ nét á. Về mình cun cắt theo cái những cái mâm tay này thôi. Phân chi cũng rõ chứ. Rồi, hoành thân chỗ này là 28 của chú ơi. Cây thì bao già. Con to hết cũ chỗ này luôn. Hai vị trí à. Rồi đây là 74 luôn của chú ơi. Rồi, dòng báo giá luôn. Quay đi anh, cây bao già luôn anh ha. Bao già luôn. Cực kỳ già luôn. Rồi, mệt quế. Lá sắn bông chùm mã số 114 vô luôn của chú anh chị là 2,2 triệu, bao ship toàn quốc luôn. 2,2 triệu. Cái nét này không giống ai hết trơn anh Chiến. Tông cao ha. Bẻ sửa cái những cái co này đẹp nha quý cô chú. Đây, cái này cái co lượng này rất là đã luôn nè. 2,200,000. Rồi, đổi anh ơi. Rồi, mã số 115. Củ sứ. Rồi, củ sứ anh ha. Củ sứ hết biết cái này còn... Rồi thông số chiều cao là 62 của chú ơi, không đo đầu sổ của cái củ luôn. Rồi xuống đây là 32 luôn, hết cái hoành của củ sứ luôn. 90 luôn của chú ơi. Dạ. Rồi củ sứ này mã số 115 vô lô của chú anh chị là 900k, bao ship toàn quốc luôn. Sứ ánh dương anh ha. Đúng rồi. Không có bị cuối mà cũng vậy cô chú ơi. Cũng sạch luôn. 3-4 cái bắp rễ quá. Đúng trời rồi. Luôn. Dạ rồi. 900.000 thôi cô chú ha. Rồi tiếp anh ơi. Rồi 116 là một cây trứng thủy. Mấy chú thủy này thì thường sửa cái cành rớt xa xa không quý chú. Đặc biệt cái này thì mình không thích cành rớt, mình có thể giật cái chưa qua đây giùm em. Đó. Mình có thể giật cái tay cành lại. Giật gọn lại được. Rồi, chiều cao là 40 luôn cô chú ơi. Gom tàn ngang là 55 luôn. Không đo cái thân chủ này nữa. Xuống là 19 luôn. Dạ. Và neo chỗ này là 28 luôn. Nguyên cái củ đặt dưới này luôn. 41 luôn. Rồi một cây trứng thủy mã số 116 vô cô chú anh chị là 2 triệu bao ship toàn quốc luôn. 2 triệu. Dạ. Rồi, đổi anh Chiến ơi. Rồi, mã số 117, một cây lâm dột. Ủa, cây này cây lâm vồ anh ha. Ừ, lâm dột, ôm đá. Lâm dột ôm đá, rất là dễ thương. Cây này một người bưng bê nhẹ nè quý chú. Này, một cây lâm dột ôm đá. Đó, cái này nó ôm lâu cho chú, rễ nó tràn, nó bó lại, cứng ngắt luôn à. Này. Đó. Rồi, nó bó, nó bệnh, cứng ngắt rồi. Rồi, chiều cao là 42 của chú ơi. Đây con đo cái thân chỗ này đi chưa. Rồi 25 luôn cô chú ơi. Hết ôm hết đá này luôn. Rồi 75 luôn cô chú ơi. Dạ. Một cây lâm dồ mã số 117 giao lưu cô chú anh chị là 1,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Này. 1,5 triệu, rất dễ thương. Lâm dồ nghe cô chú. Mã số 117. 1,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Dạ rồi. Rồi, mã số 118 là một củ sứ. Một củ sứ. Đây.
sứ khủng luôn nha cô chú. Củ to anh ha. Củ to. Bến đặc luôn, không úng túi luôn. Mặt này nhìn thấy nó bậm trợ ghê lắm cô chú ơi. Mặt này nhìn nó đặc. Rồi, thông số chiều cao là 80 luôn cô chú ơi. Nó bị khuyết một bên bên đúng kia rồi. Thì cái nào mình chỉ rõ luôn, cho nên giá nó cũng mềm thôi. Có hai thân nha cô chú. Chứ cái này mà thân chỗ này đại diện thôi. Rồi, 30 luôn. Cái này mà tròn đầy thì cái này giá trị cũng cao chứ. Rồi, con đo hai thân chỗ này luôn nha cô chú, là 50 luôn. Rồi con đo cái độ sổ của cái cũ xuống luôn. Rồi, từ đây xuống đây là 40 luôn. Rồi lòn đo luôn nè. Đúng rồi. Hết cái hoành cũ này luôn cô chú ơi. Đây nè, hơn một cái thước là 1m7 luôn. Đây. 7 luôn. Này. Tính 1m6 đi, chàng chàng mấy cái cũ. Còn đúng nếu rồi. Mà dưới sát mặt này thì nó còn to hơn nữa cô chú ha. Đây đây, cái chỗ khuyết chỉ cho cô chú mình luôn nè. Đây nó có cũ. Ở đó thật ra nó không khuyết nhưng mà nó bị hư một cái cọng bự chỗ này nè. Nhưng mà nó đã kéo liền rồi, lâu rồi. Hư một bắp ở đây nè. Đó nhưng mà nó bây giờ nó lành lại hết trơn rồi. Thiếu ở đây, phải đây có con bắp này nữa là quá đẹp luôn. Giống như mặt bên này nè cô chú. Đây. Cô chú thấy mặt bên này nè, nhìn khủng khiếp. Nhìn rất là to ha. To mà đặc như thế này nè. Đúng rồi. Đó. Bởi vậy cho nên giá thì do vậy cho nên giá cũng mềm thôi chú. Chứ còn nếu mà nó đặc như cái mặt này thì tròn ẩm hết trơn thì cái cây này thì cũng giá cũng khá cao. Rồi, một củ sứ này mã số 118 cho luôn cô chú anh chị là 2,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. 2,5 triệu cho cây này thôi ha. Rất là khủng luôn chú. Cái củ này là 1m7 hoành đó. Anh thử anh ôm đây 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 đây, em quay cái mặt này ra. Đúng rồi, anh vòng tay anh ôm cho cô chú mình coi. Có đây. Không hết tay luôn anh ha. Hết luôn. Rồi. 2,5 triệu thôi cô chú ơi. Giao luôn cô chú anh chị là 2,5 triệu, bao ship toàn quốc không chậu nha cô chú. Mặt này thì khỏi chê vậy chơi luôn. Mặt này thì khỏi phải nói. Rồi, đổi tiếp anh ơi. Rồi, 119. Một cây nu gò công luôn. Nu gò công. Đây. Dạ. Ghê chưa cô chú. Cây này tàn được thoáng nè. Thoáng. Có được thoát cành cho nên là nhìn nó thoáng nè cô chú. Cục luôn. Rồi, chiều cao là 60 luôn cô chú ơi. Phơm tàn này nó tròn nha cô chú. Rồi, 79 luôn. Tròn luôn. Đây. Dạ. À. Nu gò công. Rồi, con đo cái hoành thân chỗ này luôn cô chú ơi. Một vị trí đi. Rồi, 52 luôn. Con bay giáp giọng báo giá luôn. Đó, con đặt cái thước ôm ngay cái eo đó là 52 đó. Rồi, cây nu gò công này mã số 119 giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu, bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi. 3 triệu. 3 triệu. Nu quá nu luôn, thân nào cũng có nu hết cô chú ơi. Dạ rồi. Rồi, 120 là một củ sứ luôn. Rồi. Một cụ sứ luôn. Sứ luôn. Rồi. Chiều cao nó là 65 luôn cô chú ơi. Ngon ngay cổ này luôn. 34 luôn. Hết hoành cũ này luôn là 91 luôn. Rồi một cụ sứ mã số 120 này giao lưu cô chú anh chị là 900k, bao ship toàn quốc luôn. 900 anh ha. 900k. Dạ, mã 120 anh hả? 120. Dạ rồi. Tiếp tục anh ha. Rồi, 121 là một cái trứng thủy da đen lá lớn luôn. 121 luôn. Da đen lá lớn luôn. Bông tán lắm luôn. Cũng được khá mịn màng rồi anh ha. Bóng tán khá tròn trịa. Mặt cắt kéo cũng tốt nha cô chú. Mặt cắt kéo còn tí xíu nè. Này anh thà keo đen. Đúng rồi.
đúng rồi, tha theo đen. Rồi. Rồi, thông số chiều cao là 59 luôn cô chú ơi. Vôm tàn ngang là 75 luôn. Dạ. Rồi, con đo ngay cái vị trí chỗ cái thân này là 43 cô chú ơi. Hết cái nồi đế luôn. Rồi, hết nồi đế này là 88 luôn cô chú ơi. Con quay một vòng báo giá luôn. Đó. Một cây chứng thủy da đen lá lớn. Dạ, nhiêu ra 121 giao lưu cô chú anh chị là 4 triệu bao ship toàn quốc luôn. 4 triệu. Mã số 121. Một chứng thủy da đen lá lớn. Dạ, rồi. Rồi, một mã số 122 là cây si búp hồng. Si búp anh ha, si búp hồng. Ồ. Đây. Nhìn cái bộ vàng xương tay cành cũng kịch cộm lắm nha chú. Có tay cành nuôi lớn hết trơn anh ha. Nuôi lớn. Đây, so với ngón tay cái là cô chú nhìn biết nè. Cái này phải so với ngón chân cái cho lên đó anh ơi. Mình để ngón tay cái vô để so sánh cho máy vậy nè. Những cái bắp, những cái tay này nó đang khỏe lắm cô chú ơi, đang cái độ lớn á. Rồi, thông số chiều cao là 85 luôn cô chú ơi. Rồi, phom tàn ngang đây 85 luôn. Đây. Dạ. Anh để chi vậy, mình có thể về mình lượt gọn cũng được nha cô chú. Cái này hồi đó là nó kẹp dính cái gốc dừa. Đây con đo cái một thân chỗ này là 63 cô chú. Dạ. Con đo hết hai thân luôn. Rồi hai thân là 93 luôn. 93. Đây. Luôn gốc dừa. Hết nồi đế nó luôn. Rồi 1m4 luôn cô chú ơi. Con quay một vòng luôn. Đó, nó vậy đó. 1m4. Đây cô chú, còn nguyên hình cái gốc dừa ở đây nè, ôm luôn cái gốc dừa hồi xưa ở trong vườn. Đúng rồi. Rồi, cây si hồng. Cây si hồng, mã số 122 giao lưu cô chú anh chị là 6 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Si hồng, 6 triệu ha cô chú. Dạ. Rồi anh ơi, tiếp giúp em anh ha. Đây cây này luôn đi. 123. Cây xanh gì đây anh Vinh ơi? Xanh Nam Điền. Nam Điền anh ha. Rồi một cây xanh Nam Điền. Cây này cũng vừa vừa dễ chơi nè quý cô chú ơi. Cũng đẹp nha, cành quái. Rồi thông số chiều cao 75 luôn cô chú ơi. Vôm tàn ngang là 87 luôn. Dạ. Những cái điểm này là nhờ do anh Vinh anh tạo lũa nè cô chú. Rồi ngay vị trí này là 32. Dưới nguyên cái cũ dưới này là 46 luôn cô chú ơi. Rồi. Xanh Nam Điền. Rồi giữ 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 đây mặt tiền này giờ mà em cái anh chiếc. À. Này cút cành này sửa cũng lâu nè anh ha. Đúng tháo rồi. Dây ra luôn rồi nè. Rồi tháo dây ra. Đây ảnh tạo những cái đường nét lũa dọc thân như này của chú ha. Em xuất keo đen. Xuất keo đen. Nam Điền heo chú. Nam đây. Điền. Xanh Nam Điền. Một cây xanh Nam Điền mã số 123. Giao luôn cô chú chị là 2.8 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ, cây này giá cũng dễ chơi của chú ơi. Nhìn kỹ lại cây này đẹp quá. 2.8 triệu. Vô cái dĩa mỏng mỏng như thế này luôn. Đúng rồi. Đó, cây cành bay nó vương vương ha, cũng có thể phối tiểu cảnh chơi đối với cây này luôn. Rồi tiếp tục anh ha. 124, một cây chứng thủy da đen lá lớn luôn. Một cây dáng trực đa. Trực đa. Cây này đúng là cây cũng cây cốt chậu lâu năm nè quý cô chú. Đây nó có cái chỗ này mà anh xử lý rồi nè cô chú. Này. Nó đang bo lại, cần thời gian thêm ha chú. Đang khỏe, đang bo lại sung. Rồi, đây một dòng đo thông số luôn. Còn cái bệ dưới nè, cái quý cô nhìn kỹ cái dàn chân nữa nè.
chân thì mặt cắt đế thì đã bít từ rất là lâu rồi, còn ngoài ra chân nó cắm xuống không vậy nè. Rồi thông số chiều cao là 60 luôn cô chú ơi. Tàn này nó tròn vo nha, những cái nón lá luôn á. Rồi 80 luôn. Dạ. Này đo vị trí nào. Đúng rồi, ngang cái ngang kẹo này đi. Rồi cái đó với cái đế được anh. Ừ. 60 đi. 6. Rồi 61 con cô chú ơi. Dạ. Rồi. Rồi hết cái đế luôn. Đặc biệt em khói cái chân nó cắm rồi xuống không anh ha. Nó cái rễ nó quấu xuống không. Rồi 97. Nó liền. Nó rễ rễ cắm cô chú ơi. Cắm. Kiểu như đây nguyên cái chớn bầu hồi xưa toàn bộ là nằm chậu nuôi chậu không. Rồi một cây trứng thủy da đen lá lớn mã số 124 vô luôn cô chú anh chị là 3 triệu bao ship toàn quốc luôn. Già cổ dữ lắm. Già cổ luôn. Dòng da đen xưa luôn nè. Đó. 3 triệu anh ha cho cây này. Dạ, rồi. Rồi mã số 125. Một cây linh sam. Nuôi phôi tàn đa nhưng mà chưa có sữa gì luôn quý chú ơi. Về mình vô dây mình ra tàn đa luôn nè. Cũng thôi. Còn cách chơi nữa thì cứ cắt cuôn tới luôn. Khỏi sữa luôn cũng ra phơm luôn nữa. Đối với cây này nè. Nhưng mà sữa đi sẽ đẹp hơn nhiều quý chú ơi. Đây nó có phôm đa sẵn rồi. Đo ngay vị trí cắt rồi. Còn nó tàn để đi. Không có dễ cô chú dễ. Rồi 55 luôn cô chú ơi, ngay mặt cắt của cái. Dạ. 55. Ngay vị trí cái ẹo này luôn. 35 luôn cô chú ơi. Đo hết cái nồi đế của linh sam này luôn. Đây, cái gì đây. Rồi 72. Cây này đẹp anh ha, đế đẹp ha. Đế đẹp. Đế dung lên đẹp cô chú. À. Một cây linh sam mã số 125 giao lưu cô chú anh chị là 1,5 triệu bao ship toàn quốc luôn. 1,5 triệu. 1,5 triệu thôi ha cô chú. Đó. Rồi đổi giúp em luôn ha. Cây này ra cái phôm tàn rất rộng nha cô chú. Cả mét đó. Hiện giờ nó gần 1 mét rồi. Rồi mã số 126 tương nu luôn. 26. Đây. Tàn trên ấm luôn á. Rồi, con đo rồi, vị trí chiều cao luôn cô chú ơi. Rồi, chiều cao là 60. Con tàn là dài nha. Hết luôn anh ơi, còn tí nữa đo hết luôn đi. Đo rộng hết giùm em đúng rồi. Rồi, 97 luôn. Dạ. Đây. 97 luôn. Rồi, rồi vị trí thân chỗ này nha cô chú. Đây, ngay cổ đế nè. 21. Một cốt hai thân bài ha chú. Cũng duyên lắm cô chú ơi. Bài luôn. Đặc biệt là bể đế nè. Mặc dù là nó cũng có những chỗ nó bị cháy nha. Nhưng mà nó cũng đang cuốn vậy nè. Bể đế nó nổi lên. Rồi, nồi đế này 80 nè cô chú ơi. Đó. Vị trí trước con đặt á. Bể đế nó dung lên. À, kiểu như phù đế quá nó bị cháy nè, cháy nhưng mà nó đang cuốn lên nè cô chú. Đó. Mà cái mặt cháy nhỏ thôi ha. Chứ có không lớn nè, nó cuốn hai bên vô dần dần rồi nè. Nó gọi kỹ cho mình xem luôn. Đây, cây trung nu nuôi cốt cành lớn tàn mịn. Tàn mịn luôn. Rồi, một cây trung nu này mã số 126 giao lưu của chú anh chị là 2,8 triệu bao ship toàn quốc luôn. 2,8 triệu anh ha. 2,8 triệu. Dạ. Rồi tiếp anh ơi. Rồi mã số 127 là một cây me luôn. 27 một cây me. Đây, tác phẩm me luôn. Một cây me già. Rồi vị
chiều cao là 65, phom tàn ngang là 40. Rồi ngay vị trí này là 24 luôn cô chú ơi. Rồi. Rồi nồi đế này 70 luôn nè. Nồi đế vị trí thước còn đặt luôn đó cô chú. Rồi một cây me mã số 127 giao lưu cô chú anh chị là 1,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. 1,5 triệu. Dạ. Cái cành rớt này nuôi xa xa tí nữa đẹp nè quý chú ha. Thì ảnh cũng đã định hình rồi đó, mình về mình vừa chơi vừa nuôi. Nó xuống khoảng tầm thêm 2 tấc nữa ha, là cây này rất là ok. Đó. Rồi tiếp anh ơi. Mã số 128, cây nuôi gò công luôn. Nuôi gò công luôn. Một cụm nữa anh ha. Cụm nuôi gò công này. Rồi cũng giống như mấy cây trước, tai cành lớn, tàn thì tròn đều hết với chú ơi. Nu thì cũng khá nhiều luôn, mấy cụm này cũng già cây hết rồi. Rồi chiều cao là 65 luôn cô chú ơi. Đây vùng tạng này đúng mét luôn. Tạng mét luôn này. Dạ. Nuôi gò công con chú biết rồi đó, nuôi cục chảy xuống. Nhìn nó chắc lắm ha cô chú. Nuôi mà nhìn nó chắc ghê lắm. Rồi, con đo ngay một vị trí này đi. Nhìn nó lì giá luôn cô chú ơi. Chỉ đơn giản vậy thôi mình dễ hình dung. Rồi, 63 luôn. Còn quay một vòng báo giá luôn. Nhiêu đây anh? À, cây cụm nuôi gò công mã số 128 giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu, bao ship toàn quốc luôn. 3 triệu. Cụm lớn ha cô chú. Cụm 63. Nó hoành éo đó. Mã số 128 giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Hỏi giúp em luôn cây cuối luôn đây anh ơi. Rồi cái này máy sậy đây anh Vinh ơi. Mã số 129 luôn. 29. Một cây me. Me nhỏ nhỏ quay quái cô chú. Nhỏ quái. Nhỏ nhưng mà già. Già. Đặc biệt cái chân như chân con rồng vậy đó. 129 cuối clip luôn. 700 anh ha. Rồi 7 sỉ. Đây. Hoành thì cỡ 10 thôi chú ơi, còn cái cũ này ha, đâu cái cũ được anh ơi. Cái chân này quá trời đẹp. Chân. Vậy đo hết cái cũ này đi. Đúng rồi, tổng cái cũ. Tổng cái cũ đi. Cái chiều cao. Rồi. 43 của chú ơi. Cây khỏe của chú. Rồi con đo cái chiều cao luôn. 25 luôn. Rồi. Mã số 129 là một cây me. Giao lưu cô chú anh chị là 700k, bao ship toàn quốc luôn. Cũng là cây cuối clip luôn. Dạ, cuối clip luôn. Rồi. Rồi. Rồi chào cô chú anh chị, mong cô chú chị anh chị ủng hộ clip và nhà vườn của anh Vinh. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip sau. Dạ, dạ. Con xin chào. Dạ, hẹn gặp lại clip sau với những cái tác phẩm độc đáo khác nữa hẹn cô chú. Dạ, con cũng chào, chúc cô chú ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại luôn.